Thưa các đồng chí và các bạn, mời quý vị các đồng chí theo dõi chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an Thừa Thiên Huế. Chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau: phóng sự đấu tranh mạnh có hiệu quả với nạn khai thác cát trái phép; phần cuối là ghi nhận tại hội nghị sơ kết 6 tháng công tác công an và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. Bây giờ sẽ là một số tin phản ánh về hoạt động của Công an tỉnh trong tuần qua. Ngày 9 tháng 7, Công an thị xã Hương Thủy cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng sử dụng súng tự chế để trộm cắp tài sản. Đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1997, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào khoảng 11 giờ ngày 7 tháng 7, Hiền điều khiển xe mô tô đi từ Quảng Ngãi ra Hà Tĩnh. Khi đến địa phận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, đã phát hiện một xe mô tô Exciter dừng trước nhà không có người trông coi. Đối tượng đã lẻn vào trộm xe. Trong lúc đang thực hiện hành vi thì bị người dân và lực lượng công an xã phát hiện truy bắt. Với bản chất côn đồ, Hiền đã sử dụng súng bắn điện mang theo chống trả quyết liệt lực lượng truy đuổi. Tuy nhiên ngay sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng. Qua điều tra, đối tượng khai nhận thêm, từ ngày 6 đến ngày 7 tháng 7 năm 2020, đối tượng đã thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản khác tại tỉnh Đồng Nai và tỉnh Quảng Ngãi. Được biết, Nguyễn Văn Hiền đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và mới ra tù đầu năm 2020. Công an tỉnh phối hợp với huyện Phong Điền tổ chức hội nghị làm điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tại xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền. Tại hội nghị, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh đã phổ biến các nội dung cơ bản của luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, một số điều của Bộ luật hình sự, Nghị định 167 của Chính phủ quy định xử lý vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, tuyên truyền phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Được biết, đợt cao điểm này sẽ được xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền triển khai từ ngày 15 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Với mục tiêu đặt ra, thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ còn trôi nổi ngoài xã hội, không để người dân sử dụng trái quy định, các loại tội phạm lợi dụng sử dụng để gây án, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Thưa các đồng chí và các bạn, với quyết tâm đảm bảo an ninh trật tự giao thông đường thủy, bảo vệ môi trường sinh thái và đời sống của người dân, đặc biệt là công tác quản lý nhà nước về hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, thời gian qua, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương quyết liệt triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch tuần tra kiểm soát nhằm đấu tranh mạnh có hiệu quả với nạn khai thác cát sỏi trái phép. Sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Công an Thừa Thiên Huế. Chiếc thuyền nhôm cùng các dụng cụ hút cát này được các đối tượng sử dụng để hút hơn 8 mét khối cát vào tối ngày 14 tháng 6 vừa qua tại lưu vực sông Hương, đoạn qua xã Bình Thành, thị xã Hương Trà đã bị Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện, thu giữ. Hiện nay đang là thời gian cao điểm xây dựng, do đó nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là cát, sỏi phục vụ các công trình là rất lớn. Thế nhưng toàn tỉnh hiện chỉ có một mỏ cát với trữ lượng thấp, khoảng 10 mét khối một năm, không đáp ứng đủ nhu cầu nên dẫn đến tình trạng khan hiếm, từ đó đẩy giá cát lên gấp 2-3 lần so với các địa phương lân cận. Chính vì lợi nhuận cao như vậy nên một số đối tượng đã bất chấp luật pháp, sử dụng các phương thức thủ đoạn để khai thác cát trái phép. Điều này đã làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tự nhiên, gây sụt lún bên hai bờ sông, đặc biệt làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân xung quanh các khu vực này. Thì nói chung khi mà họ bắt đầu khai thác cát sỏi thì làm ảnh hưởng môi trường, là nước đổ là có như dân sinh hoạt không được nữa, rồi là vườn tược cây cối là bị sỏi mòn, không có cái điểm tựa, cho nên mỗi năm mà có lũ lụt đến là có như là bị nước chảy nữa, là cộng thêm không có cái điểm tựa thì biển đồ của dân là toàn sụt lở, ảnh hưởng đến cây cối hoa màu. Với vai trò là lực lượng nòng cốt trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, thời gian qua, Công an tỉnh đã mở các đợt cao điểm tra quân xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khai thác cát sỏi trái phép, chỉ đạo công an các đơn vị địa phương có liên quan tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về khai thác, tập kết cát sỏi trái phép. Bên cạnh đó, ngay khi Nghị định 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và khoáng sản, tại khoản 3, điều 48 quy định rõ tịch thu phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm hành chính đối với hành vi khai thác cát sỏi trái phép,
Điều này đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhiều người dân. Vừa qua, Ủy ban nhân phường cũng đã phối hợp kiến nghị với các đơn vị chức năng và Ủy ban nhân tỉnh, Ủy ban nhân thành phố, các đơn vị chuyên ngành của lực lượng công an đã giải quyết và xử lý rất là nhiều trường hợp. Thì tình hình nó có vẻ tạm lắng. Tuy nhiên nó sẽ chuyển từ cái hình thức khai thác rầm rộ như trước đây thì bây giờ nó chuyển qua khai thác nhỏ lẻ và như sử dụng phương tiện ghe thuyền nhỏ, cho nên là nó khó phát hiện và cái thời gian khai thác chủ yếu là vào ban đêm. Và chúng tôi cũng đã phối hợp rất là chặt chẽ với các đơn vị đã tuần tra kiểm soát và xử lý rất là nhiều trường hợp, trong đó thì lực lượng phòng cảnh sát môi trường cũng như là lực lượng công an thành phố cũng đã tham gia rất là tích cực trong cái vấn đề mà xử lý cái việc khai thác cát trái phép tại địa phương. Thời gian qua, bên cạnh việc làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi khai thác cát sỏi lòng sông trái phép, lực lượng công an đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản và bảo vệ đê điều, cũng như phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Chỉ tính riêng trong năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã đấu tranh phát hiện 540 vụ với 561 người vi phạm, tịch thu hơn 600 mét khối cát sỏi với số tiền xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh củng cố hồ sơ xử lý hình sự 3 vụ với 5 đối tượng có liên quan. Thực hiện chỉ đạo của ban giám đốc công an tỉnh, lực lượng cảnh sát môi trường đã tham mưu kế hoạch huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống vi phạm pháp luật trên lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là khai thác cát sỏi lòng sông trái phép. Trong đó, phòng cảnh sát môi trường đã chủ công và công an các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng như các đơn vị chức năng đã tích cực phối hợp để đấu tranh quyết liệt, và chúng tôi đã làm tốt cái công tác tuyên truyền, tăng cường công tác nắm tình hình, phối hợp với công an các đơn vị địa phương và tổ chức bắt giữ, xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm và kiên quyết không để cái nạn khai thác cát sỏi trái phép diễn ra và tạo ra các cái điểm nóng, các địa bàn phức tạp gây sạt lở lòng sông, gây thất thoát tài nguyên và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thừa Thiên Huế đang nỗ lực để phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc trung ương. Với sự phát triển về cơ sở hạ tầng sẽ đẩy nhu cầu sử dụng cát sỏi lên gấp nhiều lần với trữ lượng cấp phép khai thác mỗi năm. Bên cạnh việc đấu tranh mạnh có hiệu quả với nạn khai thác cát sỏi trái phép để bảo vệ môi trường và hệ sinh thái tự nhiên, thiết nghĩ các cơ quan ban ngành chức năng cần có những giải pháp cụ thể, mà đặc biệt là nghiên cứu tìm kiếm vật liệu và nguồn nguyên liệu thay thế hay tổ chức thu mua cát sỏi hợp pháp từ ngoài tỉnh. Mặt khác, cần ra soát, có kế hoạch chuyển đổi và giải quyết việc làm cho lực lượng lao động này nhằm đẩy lùi, dứt điểm nạn cát tặc. Chuyển sang một số thông tin khác. Ngày 7 tháng 7, tại xã Thường Nhật, huyện Nam Đông, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và khai mạc hoạt động tình nguyện hè cấp tỉnh năm 2020. Tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay có 250 đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị, trong đó có 20 đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Sau lễ khai mạc, các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau đào kênh mương, dọn dẹp vệ sinh trên nhiều tuyến đường của xã. Cũng tại chương trình, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao 10 suất học bổng trị giá 5 triệu đồng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm trị giá 40 triệu đồng cho hai hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và trao tặng kinh phí 30 triệu đồng phục vụ cho thực hiện công trình thanh niên ánh sáng nông thôn mới. Ngày 6 tháng 7, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền pháp luật tại trường Trung học cơ sở Phú Tân, thị trấn Thuận An. Tại buổi tuyên truyền, các giáo viên học sinh nhà trường đã được nghe đại diện Hội Phụ nữ Công an tỉnh truyền đạt nhiều nội dung pháp luật liên quan đến tình hình an ninh trật tự, tệ nạn xã hội và các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là lừa đảo thông qua mạng xã hội. Buổi tuyên truyền cũng đã đưa ra những tình huống cụ thể về phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm thường xảy ra đối với lứa tuổi học sinh. Qua buổi tuyên truyền, cán bộ chiến sĩ công an đã giúp các em học sinh có thêm kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, đối phó khi bị kẻ xấu xâm hại, lợi dụng để phạm tội. Thưa các đồng chí và các bạn,
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công an Thừa Thiên Huế đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tỉnh ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chủ động nắm tình hình, làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các mặt công tác công an, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên truyền hình An ninh Thừa Thiên Huế. Trong 6 tháng đầu năm 2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã làm tốt công tác nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng với tình hình, đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của cả nước và địa phương. Đặc biệt, đã ngăn chặn và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, lực lượng công an đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, bám sát cơ sở, không để xảy ra tình huống đột xuất bất ngờ, tích cực tham mưu Bộ Công an, tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh. Trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm, trong 6 tháng đầu năm, Công an Thừa Thiên Huế đã điều tra kết luận 308 vụ phạm pháp hình sự, tỷ lệ điều tra án đạt gần 90%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 95,25%. Nổi bật là phá thành công chuyên án 520L, bắt giữ nhóm 11 đối tượng lừa đảo xuyên quốc gia, trong đó có 7 đối tượng người nước ngoài, quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam, chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet với tổng số tiền 120 tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy được thực hiện quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt hơn 60 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy với hơn 65 đối tượng. Nổi bật như phá chuyên án, bắt giữ nhóm 5 đối tượng vận chuyển ma túy từ Quảng Trị vào Huế để tiêu thụ, thu giữ 5kg ma túy đá. Công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài trong thời gian phòng chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, tăng cường cán bộ chiến sĩ về cấp cơ sở để đẩy nhanh tiến độ thu thập, cập nhật, bổ sung dữ liệu dân cư, đảm bảo đầy đủ, chính xác, kịp thời cho việc xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đưa vào khai thác theo đúng quy định. Ngay sau khi kết thúc lệnh giãn cách xã hội vì COVID-19, Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành Đại hội Đảng cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, làm cơ sở để chuẩn bị chú đáo nội dung văn kiện và nhân sự Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, kết hợp củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo chỉ huy công an các đơn vị địa phương. Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo hướng bộ tinh tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, Công an Thừa Thiên Huế đã triển khai bố trí 373 công an chính quy về cơ sở đảm nhiệm các chức danh công an xã tại 106 xã thị trấn, đạt 100%. Kiện toàn nâng cao chất lượng cảnh sát khu vực. Đến nay, 100% cảnh sát khu vực có trình độ đại học, lấp đầy các ô khu vực. Việc bố trí công an xã chính quy kết hợp nâng cao chất lượng cảnh sát khu vực đã đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở được đảm bảo và đã có những chuyển biến rõ rệt. Công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã đồng góp kinh phí hỗ trợ 3 liệt sĩ công an thành phố Hà Nội hy sinh tại xã Đồng Tâm và 1 liệt sĩ công an thành phố Cần Thơ với tổng số tiền 200 triệu đồng. Công an tỉnh đã tổ chức trao tặng thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch COVID-19 cho Sở An ninh hai tỉnh Sê Công và Salavan của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Đặc biệt, trong đợt dịch vừa qua, Công an tỉnh đã huy động 500 cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu, thu được hơn 1.200 đơn vị máu đủ tiêu chuẩn cung cấp cho Ngân hàng Máu Sống. Với những kết quả đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn lực lượng công an tỉnh đã có 238 lượt tập thể và 756 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng. Qua đó, đã tạo động lực mạnh mẽ, thúc đẩy cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong những tháng cuối năm, công an tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chủ động trong công tác phòng ngừa dịch bệnh và thiên tai lũ lụt, tham mưu và triển khai thực hiện các đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp cuối năm, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an Thừa Thiên Huế. Chuyên mục phát sóng vào lúc 20:20 ngày thứ Năm và được phát lại vào lúc 11:50 ngày Chủ nhật, 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.